Hello, 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 hello everyone. Welcome to my channel Hana Live in Cyprus. Xin chào cả nhà, rất vui được gặp lại cả nhà tại kênh Hana Nguyễn Cuộc Sống Tại Đảo Síp. Và đừng quên nhấn nút đăng ký và cái chuông thông báo để là những người đầu tiên nhận được những video clip mới nhất của Hana nhé. Chớ để cuộc sống trôi tuột qua kẻ tay, vì mãi đắm mình trong quá khứ mơ mộng hoặc ảo tưởng về một tương lai. Hãy tận hưởng cuộc sống trong từng khoảnh khắc, bạn sẽ cảm thấy từng ngày trôi qua thật trọn vẹn. Hãy sống là chính mình. Cũng giống như Hana bây giờ, sống đơn giản, hạnh phúc và cười nhiều hơn mỗi ngày. Làm những điều mà Hana nghĩ mình sẽ không bao giờ làm được, và đi đến những nơi mà Hana nghĩ cả đời cũng sẽ không bao giờ được đặt chân đến. Trong cuộc sống này, không có gì là không tồn tại, và cũng không có gì gọi là không thể. Chẳng qua là bạn có muốn và quyết tâm thực hiện điều đó hay không. Cuộc sống của mỗi chúng ta chỉ có một. Hana hy vọng bạn hãy dành thời gian cho bản thân và yêu thương bản thân nhiều hơn. Khi bản thân mình cảm thấy đủ và hạnh phúc, Hana chắc chắn may mắn và thành công sẽ đến bên bạn. Nên hãy nhớ cuộc đời này là của chúng ta, hãy tận hưởng nó bằng mọi cách của chính bản thân mình. Đây có cái quán cà phê như cà phê chọi Việt Nam vậy. So now no music. Ah, still. They have music. Đây là quán cà phê. Okay, this is what is this? See, they bring the tea, huh? I guess they are from Germany because they have all the equipment with them. Where is this? Somewhere near the music. What kind of frappe you like? Coffee, milk. Frappe, cold coffee. Frappe, huh? Yeah. With no sugar? No, some milk. Some milk, yeah. And with ice. Yes. Okay. Đây là một cái quán cà phê để mọi người đi tắm biển nhảy dù ở ngoài kia vào trong này á mọi người. Salut. Salut. How is life? Please have a seat. No, don't. Enjoy. Please sit. You just came from the sea, huh? Yes, of course. I'm a seaman. You like to learn, but right. He's teacher. Yeah. He didn't manage to learn me, but I was lazy. It's your fault. I didn't come. They love. Yeah. It's a little bit difficult to teach you if you don't come. No, it's not mental, you know. Gonna start a revolution from my bed. How is life? Okay. She said the prince I have to see in my head. Just for coffee. Cái này giống như là một cái bữa tiệc sinh nhật của một người nào đó trong cái nhóm này, là mọi người tìm cái chỗ này để tổ chức sinh nhật đó mọi người. Chắc là sinh nhật của cái bạn đó. I say hey.
Thank you. Some say it's just a part of it. You've got to fulfill the goal. Won't you help to sing songs of freedom? It's all I ever had. Redemption songs. Redemption songs. The songs of freedom. Cảm ơn cả nhà đã xem hết video clip khám phá đảo Síp cùng Hana nhé. Một ngày ở bãi biển Adimo, cùng xem lướt ván dù và cùng nhâm nhi ly cà phê với những bản nhạc trữ tình. Cuộc sống chỉ có vậy, hạnh phúc đơn giản nhưng ý nghĩa. Luôn nhớ, hãy luôn là chính mình. Hana xin chúc cả nhà sức khỏe và luôn may mắn và luôn thành công trong cuộc sống. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà ở những video clip tiếp theo. Bye bye! Take my hand together, we'll make a stand. We've got to fight.